Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đất nước Việt Nam nhỏ bé không phải là điều đáng lo ngại. Chỉ cần không liên minh thì một đất nước dù đến từ đâu cũng không phải là một vấn đề đối với chúng ta. Các bạn thân mến, đó là một trong số rất nhiều bình luận của cư dân mạng Trung Quốc trong bài viết đã được đăng tải trên trang By The House. Bài viết mới này nói về sự phát triển của quân đội Việt Nam, nó đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng nước này. Sau đây, kênh sẽ dịch lại nội dung bài viết cùng với những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc để cho các bạn hiểu rõ hơn. Báo Trung Quốc viết: như chúng ta đã biết, Nga và Việt Nam có quan hệ hợp tác quân sự thường xuyên. Việt Nam cũng đã nhiều lần mua vũ khí trang bị tiên tiến của Nga. Hiện tại, vũ khí Nga đang trở thành xương sống của quân đội Việt Nam. Trong tương lai, rất có thể sẽ tiếp tục mua sắm các thiết bị mới. Đánh giá về sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, các chuyên gia của Nga thậm chí còn khẳng định Việt Nam sẽ trở thành Ấn Độ tiếp theo và là nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga. Việt Nam từng là nhà nhập khẩu vũ khí chính của Nga trong lịch sử và các vũ khí trang bị nước này mua ở một mức độ nhất định đều phải trải qua các cuộc thử nghiệm thực tế. Bây giờ Việt Nam đã từ bỏ tâm lý phát triển quân sự rầm rộ, chuyển sang xây dựng kinh tế, phấn đấu trở thành cường quốc kinh tế. Tuy nhiên, việc phát triển sức mạnh quân sự Việt Nam vẫn phải tập trung vào việc mua sắm nhỏ lẻ, thiếu trang bị sáng giá. Việt Nam bây giờ có tiền trong tay, đương nhiên mua vũ khí, thiết bị cũng không có giá mềm. Hiện Việt Nam muốn nhập khẩu 12 chiếc Su-30 MKK từ Nga. Trước đó, Việt Nam cũng đã đưa và trang bị 12 chiếc Su-30 và 6 tàu ngầm Kilo. Trị giá số trang bị này lên tới 2,3 tỷ đô. Nga vẫn rất hài lòng với cách hành xử theo kiểu bạo chúa địa phương của Việt Nam. Người Nga hiện đang ở vị thế quốc tế vô cùng lúng túng do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay. Một ngày nào đó, vinh quang của nước Nga được tạo dựng dưới thời Putin dường như đã bị lộ. Niềm tin của đất nước được hỗ trợ bởi giá dầu cao trong quá khứ đã bị rò rỉ, nó đã biến mất từ lâu. Hiện tại, điều duy nhất có thể nâng cao uy tín đất nước là sử dụng vũ khí để kiếm một ít tiền. Do đó, Nga chỉ có thể nỗ lực để bán vũ khí trên khắp thế giới. Sự xuất hiện của Việt Nam vào lúc này là vừa phải. Do khả năng sao chép vũ khí của Trung Quốc là quá mạnh, nên bây giờ Nga không muốn bán vũ khí và thiết bị trực tiếp cho Trung Quốc. Họ sẵn sàng gửi những vũ khí thiết bị này cho các nước nhỏ có năng lực khoa học công nghệ tương đối yếu như Ấn Độ, Việt Nam và Venezuela. Hiện tại, quân đội Việt Nam có tới 140 máy bay chiến đấu dòng MiG, 53 máy bay chiến đấu Sukhoi. Giờ đây, các máy bay chiến đấu Su-30 và Su-27 tạo thành năng lực tác chiến nòng cốt tuyệt đối của không quân Việt Nam để chiếm ưu thế trên không trong hơn 1.500 km, bao phủ hầu hết các khu vực. Mục đích và phương hướng khả năng tác chiến không đối biển là rất rõ ràng. Với sự ra đời của Su-30 MKK lần này, điều này sẽ nâng số lượng máy bay thế hệ thứ 3 tiên tiến trong không quân Việt Nam lên 29 chiếc, tăng cường hơn nữa khả năng kiểm soát đường không và hải quân tầm xa của không quân Việt Nam. 6 tàu ngầm Kilo mua trước đó đều là những tàu ngầm tiên tiến về trọng tải, hệ thống vũ khí, khả năng phát hiện và khả năng tàng hình. 6 tàu ngầm này không chỉ bù đắp sự thiếu hụt của lực lượng tàu ngầm Việt Nam và sự thiếu hụt về khả năng tác chiến dưới nước, mà còn nâng cao khả năng tác chiến toàn diện của Hải quân Việt Nam, tạo ra mối đe dọa nhất định đối với tàu nổi và tàu ngầm của các nước khác. Trước sự phát triển không ngừng của Việt Nam trong những năm qua, một mặt chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sức mạnh dân tộc toàn diện. Xét cho cùng, sức mạnh dân tộc toàn diện là chuẩn mực cơ bản cho mọi hoạt động của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là nguyên tắc cơ bản trong giao dịch giữa nhà nước. Việt Nam với tư cách là một quốc gia toàn diện với sức mạnh quốc gia yếu hơn, hiện nay chỉ có thể áp dụng lập trường phòng thủ. Và việc mua vũ khí quy mô lớn của Nga chỉ có thể cho thấy rằng Việt Nam muốn giảm bớt hoặc thậm chí bù lấp khoảng cách quyền lực giữa mình và cường quốc phương Bắc thông qua sức mạnh bên ngoài. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết mà báo Trung Quốc đánh giá về năng lực quân đội Việt Nam. Nhìn chung, tác giả không đánh giá quá cao Việt Nam về quân sự khi so sánh với Trung Quốc. Bên dưới bài viết này có rất nhiều bình luận. Một người cho rằng Việt Nam cứ kiếm tiền của Trung Quốc rồi dùng tiền mua vũ khí chống lại Trung Quốc, nhất là ở Biển Đông, liên tục giành giật lãnh thổ Trung Quốc. Về thương mại với Việt Nam, hãy cố gắng tránh hợp tác bằng những gì có thể và chuyển sang hợp tác với các nước khác, đặc biệt là các nước thân thiện với Trung Quốc. Tiếp theo, một người đọc có nickname Cherry Đỏ M8Z thì viết rằng chỉ cần Trung Quốc tiếp tục phát triển theo suy nghĩ của mình thì chúng ta không có gì phải lo lắng về một nước nhỏ như Việt Nam sẽ phát triển như thế nào.
Xét cho cùng thì lãnh thổ cũng nhỏ, quân sự không có gì phát triển, nhưng với Ấn Độ chúng ta nên cảnh giác hơn. Vì họ có dân số tương đương với chúng ta và họ cũng có vũ khí hạt nhân. Mặc dù Ấn Độ là một đất nước kỳ quặc, thích khoe khoang nhưng họ có quyền khoe khoang. Việt Nam không nên là một nguyên nhân đáng lo ngại và nên cẩn thận với Ấn Độ. Đây là ý kiến đơn giản của riêng tôi. Nếu nó không đúng, bạn không cần phải chấp nhận nó. Tiếp theo, một người đọc có nickname là Spotlot đã viết rằng tiền mua vũ khí của Việt Nam đến từ việc xâm lược và chiếm đóng các mỏ dầu ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông, vấn đề Đài Loan và vấn đề biên giới Trung Ấn không thể chậm trễ giải quyết vấn đề. Bạn đang phát triển và người khác cũng không dừng lại. Một cư dân mạng có kiến thức hạn hẹp về luật biển quốc tế đã nhận xét về vấn đề này. Nickname tôi cũng đã đến đánh giá. Đánh lại Việt Nam không thể đơn thuần đánh một trận mà phải phối hợp cả trên bộ, trên biển, trên không để chia cắt Việt Nam trong một đòn đánh. Chia cắt hoàn toàn Việt Nam trả lại cho Campuchia, phía nam sông Mekong và lấy lại châu thổ sông Hồng của Trung Quốc. Phần còn lại được chia thành hai quốc gia Giao Chỉ và Champa. Một người đọc có tầm hiểu biết lịch sử ngang lớp 1 đã bình luận về vấn đề Việt Nam. Người đọc có nickname Sautobai 4Q5XO đã viết: các biện pháp trừng phạt kinh tế phải bắt đầu ngay từ bây giờ, thực hiện một cách vô hình. Nickname Zhao Janjan thì viết: Trung Quốc nên cắt hết viện trợ kinh tế cho Việt Nam và ngừng thương mại để ngăn chặn tốc độ phát triển của nước này. Một người đọc có nickname Janju đã viết: Việt Nam là một quốc gia có thể mua vũ khí khắp nơi. Mua vũ khí của Nga luôn tốt hơn mua vũ khí của các nước phương Tây như Mỹ. Trung Quốc cũng có những loại vũ khí tương tự, cũng giống như Ấn Độ, mua vũ khí của Nga tốt hơn Mỹ, Pháp và Israel. Ít nhất là Nga là đồng minh của Trung Quốc. Người đọc có nickname Wang Susha thì nhận xét: Biển Đông cần sự ổn định. Muốn chiếm lại các đảo bãi đá ngầm mà Việt Nam đã chiếm đóng thì chúng ta phải chờ đợi một cái cớ để gây chiến bằng những sai lầm của Việt Nam. Nickname Yusa thì cho rằng: Việt Nam và Trung Quốc vốn là một gia đình từ xa xưa, cùng nhau phát triển trong hòa bình. Người đọc có nickname Sông Lớn thì nhận xét: đối với các quốc gia có tranh chấp về chủ quyền, các bạn còn nói đến cái gọi là tình hữu nghị hay sao? Các bạn thân mến, sau khi xem xong video này thì chắc mọi người cũng đã rõ về suy nghĩ của người Trung Quốc về Việt Nam, đặc biệt là trong việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Với cách giáo dục lịch sử và ngăn chặn sự tìm kiếm các thông tin quốc tế bên ngoài đã khiến cho rất nhiều người Trung Quốc nghĩ rằng Biển Đông là của họ và Việt Nam với giá tầm lớn lao đã chiếm đóng trái phép hoàn toàn Biển Đông. Có lẽ người Trung Quốc chưa từng đọc qua luật biển quốc tế năm 1982 hoặc họ không hiểu luật biển là gì. Và có lẽ nhiều người còn nghĩ rằng trên đời này có bộ luật biển hay sao? Và nếu cho dù họ có đọc thì cũng đã bị chỉnh sửa chứ làm gì có văn bản gốc mà tham khảo. Cho nên những người Trung Quốc như thế này mới nghĩ rằng Biển Đông đã bị Việt Nam chiếm đóng mà không hề biết rằng Trung Quốc đã chiếm đóng từ tay Việt Nam. Nhìn chung dưới con mắt của người Trung Quốc, họ tỏ ra thái độ coi thường Việt Nam nhưng trong đó lại có sự lo lắng khi Việt Nam ngày càng phát triển và tìm mọi cách để ngăn chặn đà phát triển của nước ta. Nếu ai đó nói với tôi rằng chỉ có chính phủ Trung Quốc mới hiếu chiến, mới tham lam cướp đất, cướp lãnh thổ của nước láng giềng khác, còn người dân họ thì không, có lẽ các bạn sẽ cần phải xem lại vấn đề này. Video này không phải là để gây ra hiềm khích giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Chúng chỉ muốn cho người Việt Nam thấy rõ bộ mặt của những người thiếu hiểu biết ở Trung Quốc mà thôi. Tất nhiên họ có hơn 1 tỷ người thì cũng luôn có những người như vậy và cũng có những người mong muốn Việt Nam và Trung Quốc chung sống hòa bình. Nhưng trước tiên muốn chung sống hòa bình thì Hoàng Sa, Trường Sa phải thuộc về Việt Nam cái đã. Việt Nam chỉ sống theo luật biển quốc tế, tất nhiên chúng ta không cần nền hòa bình giả tạo mà phải đánh đổi bằng lãnh thổ tổ quốc. Cái chúng ta cần bây giờ là làm việc, tăng cường kinh tế, tăng cường quốc phòng an ninh. Mọi người hãy chăm chỉ lên, đừng lười nhác, đừng để Việt Nam bị bỏ lại phía sau. Dân tộc ta kiên cường và bất khuất, tất nhiên không thể cho đối thủ vượt mặt được. Video của kênh xin dừng ở đây, bạn có cảm nhận thế nào hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.